Hôm nay cô với tôi chơi game audition đi. Cô có nghe tôi nói không? Tôi cho cô địa chỉ quán game. Có gì cô nhắn tin tôi lại nha. Ok. Tôi chờ tin nhắn của cô đó. Lúc này bận quá con hả? Ra ngoài thoải mái một chút nha con. Con phải biết thư giãn, đừng có dí mắt vào máy vi tính suốt, không có tốt sức khỏe đâu. Ừ. Lúc này công việc bận rộn quá con ạ. Nhưng mà làm gì làm nhớ giữ gìn sức khỏe nha con. Em bé hả? Khỏe, nó khỏe lắm, chơi hoài chứ không có khóc con. Chú nghe nói như gia đình con mới đưa em gái song sinh Gia Bảo về hả? Alo. Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh về nhà liền đi. Chuyện gì vậy em? Người ta sắp chở giường tới rồi đó. Trời, bây giờ anh đâu có quan tâm về cái giường đó. Anh đang đợi một cuộc điện thoại quan trọng nè. Thôi nha. Tôi nhận được tin nhắn của cô, nhưng bây giờ tôi bận rồi, xin lỗi cô nha. Để sau giờ làm việc cô ha. Tôi chờ tin nhắn của cô đó. Ai cô? Ê bà, tối nay tôi có trò này vui lắm, đi không? Nhưng mà nhớ đúng giờ đó nghe. Alo. Cô,
Dạ. Cô tính đi ra ngoài hả? Dạ. Nhớ xin phép bà nội nha. Dạ. Đứa nào thập thò ngoài cửa đó? Bà ơi, cho con đi gặp bạn con một lát nha bà. Vô đây nói bà nghe rõ coi. Lấp ló ở ngoài là sao? Hôm nay cho con đi gặp bạn con một lát bà nha. Ừ. Giờ con là con cháu nhà họ Trần gia, con phải khác với con trước đây. Cố gắng sống theo kiểu nề nếp nha con. Dạ. Con đi đi. Em có hẹn ở nhà Lan. Dạ. Hèn chi, chị thấy có một anh chàng đang đứng lóng ngóng ngoài cổng kìa. Vậy hả chị? Sao ơi? Anh Hoàng. Chạy cho từ hướng té. Từ thôi. Anh đợi em lâu chưa? Không sao. Wow. Chà, có phải Sùng đi không ta? Anh cứ chọc em hoài à. Hôm nay trông em đẹp như tiên vậy đó. Anh có nhìn thấy tiên bao giờ chưa? Chưa. Vậy sao nói? Anh coi trên TV á. Anh lên đây có công việc hả? Không, anh lên thăm em. Thăm em? Ừ. Thôi mình vừa đi vừa nói chuyện đi ha. Wow. Sao hôm nay lại mượn xe của khách nào nữa đây? Rồi bấm chắc vô. Chuẩn bị lên đường. Lên đường. Anh thấy giường mới làm sao, đẹp không? Cái phòng thì nhỏ, để cái giường là hết chỗ rồi. Thì sao chứ? Anh nè, lại ra nằm thử đi, êm lắm đó. Sao không thấy cái áo nào mặc cho ra hồn vậy trời? Anh định đi đâu nữa hả? Anh có một cuộc hẹn nên anh về thay đồ. Em có tiền để mua giường đó, thì cũng nên mua cho anh một bộ vest chứ. Anh lại có chuyện quan trọng nữa hả? Em bị cảm rồi hả? Giọng em sao kỳ vậy? Anh nè. Hả? Anh Tảo sắp về rồi đó. Thì sao em? Anh phải đi rồi. Anh có hẹn với ai vậy? Hẹn với ai hả? Em. Mấy giờ anh về? Tối anh về. Ừ. Anh nè. Cái gì em? Anh mặc đỡ cái này đi. Ngày mai hai đứa mình đi siêu thị nha. Gì vậy em? Thì anh nói anh cần bộ đồ vest đó, để em mua cho anh. Vậy sao? Trời ơi.
Hồi tối hồi nào vậy cô? Ngồi đi cô, ngồi đi. Chúng mình bắt đầu nha. Đeo lên. Khi mà làm quan giả thì mình bới tóc mỏng thôi, thì mình sẽ có một độ quan tự nhiên. Dạ. Đối với tóc nhật thì mình chỉ cần mấy cái lớp ở dưới thôi. Dạ. Em xin lỗi, em có điện thoại một chút. Alo. Sung hả? Đang học hả Thảo? Nói chuyện với anh Hoàng nghe. Lâu ngày quá Thảo à. Anh Hoàng hả? Anh ở thành phố hồi nào vậy? Anh mới vừa lên. Chờ chút em ra liền nha, để xin phép đã. Công việc của anh sao rồi? Ở dưới quê mình có gì mới không anh? Ừ, anh vẫn làm cho chú anh. Ở quê mình hả? Có nhiều thứ mới lắm á. Gì hả? Vậy anh kể em nghe đi. Ừ thì có người bỏ đi, cái làm anh mất ăn mất ngủ. Xong em mới lên đây tìm nè. Anh này. Sao? Kể chuyện của em đi. Em hả? Em cũng bình thường à. Nhưng mà em chẳng phải làm gì cả. Wow, sướng quá vậy. Tất nhiên. Họ đối xử với em sao? Họ cũng tốt với em lắm anh à. Còn em với anh trai thì sao? Có hòa hợp không? Em có anh trai đúng không? Vậy anh với anh trai em á, làm sao ta? Sao là sao? Thì có phải anh phải gọi anh trai em á là anh vợ đúng không? Anh lo xa quá à. Hồi trước nói cưới em, anh đâu có chịu cưới đâu. Lúc trước anh nói là cho anh thời gian suy nghĩ với bộ. Cái tự nhiên em bỏ đi mất tiêu rồi, không lời từ biệt gì hết. Thôi đi, anh đừng giả bộ nữa. Tới rồi kìa. Xin lỗi nha, để cho hai người chờ. Chà, hôm nay nhìn anh Hoàng bảnh bao quá ta. Buồn quá. Khen rồi mắc mớ gì buồn. Anh bảnh bao trước giờ rồi, giờ cái Thảo mới thấy buồn. Anh hôm nay có việc gì hả? Không, anh thì có việc gì ở trên này đâu. Dạ cháu hỏi chị dùng gì ạ? Cho em cái xin túi dầu đi. Dạ. Sao nhìn cười? Hai người có gì lạ lắm á nha. Giờ để ý nha. Thảo đẹp ra nè, lên phố có khác à. Điệu ra đúng như hồi xưa đâu. Anh khen lộn người rồi. Đây nè, đệ nhất mỹ nhân. Ủa mà Thảo đi như vậy người ta có la Thảo không? Không sao đâu, Thảo xin phép rồi. Dạ rồi, cảm ơn chị. Mà thấy bé Thảo có vẻ quyết tâm quá ha. Chăm chị kiểu này á, mà mốt làm tiền để đâu chứ hết chưa. Ê, mà anh hỏi nha, có anh chàng nào chưa chết chưa? Mệt quá à, cứ chọc hoài à. Anh hỏi thiệt bộ. Ai? Hai người đi đâu chơi chưa? Chưa, gì đâu. Sao dám đi, không có Thảo muốn đi đâu hết trơn á. Cảm động quá à. Ngoài Huy Long sao rồi? Y Long cũng bình thường thôi ạ. Sự ở với em đó chứ. Trời, anh hỏi gì kỹ vậy? Chị Sự không ở anh Y Long, chứ ở với ai? Hả? Nhưng mà sao em ở được chung với chị Sự hay vậy? Tính cách hai người hoàn toàn khác nhau mà. Thì phải cố gắng thôi, chứ sao giờ. Nói chung cũng tại em hết trơn. Thôi đi, bắt đầu nói nhảm rồi đó. Đến ngày rồi. Cuối cùng lại về nhà Sung. Anh không thích à?
không có nói trước gì hết trơn. Bây giờ về vậy có sao không? Không sao đâu. Thôi dạo đi, hai người sao vợ? Đi, anh cất chìa khóa đi, đi. Nè, vô. Vô đi, vô. Nè, vô đi anh, đi, nhanh, wow. Đi. Wow. Trời ơi. Còn xa không em? Đi vô trong này nè, rồi qua trời, kia. Trời, đường đi dài quá vậy. Rộng quá ha. À. Sao, thấy sao? Đẹp quá à. Bây giờ thành tiểu thư rồi ha. Nè, ở đâu lận? Đi vô trong này. Ờ, từ từ thôi. Trời ơi, sao mà rộng dữ vậy? Sao, thấy cái hồ đẹp không? Trời ơi, đẹp quá. Hồ có nuôi gì không em? Không. Trời, sao không nuôi cá? Em đâu có biết đâu. Hồ em nuôi cá đã lắm á. Wow. Nhà sùng đẹp quá. Ừ, đẹp thiệt á. Phòng em chỗ nào đâu? Bên kia kìa. Trời ơi, trồng nhiều hoa quá ha. Tí nữa mọi người cất đồ vô phòng em đi, rồi mình ra vườn mình chơi ha. Vậy đi ha. Em có gì ăn không? Anh đói quá. Lúc nào anh cũng đói đó. Ừ, anh phải đói chứ là sao? Vậy mà đói hoài à, suốt ngày ham ăn. Không biết ai tham ăn hơn ai à. Cô ơi, Nhã Lan về kìa cô. Vậy à. Vào đi. Con chào mẹ, con mới về. Đây là mấy bạn của con. Ừ, chào các con. Dạ, con chào cô. Con chào cô. Đây là phòng khách. Xuống dưới đây, vòng qua là tới phòng mình. Đi. Cô xin phép. Mấy đứa nào vậy? Bạn của Nhã Lan hả? Con nhỏ đó nó dắt ai về đó nội? Chơi khá quá ha. Tôi không chịu thua cô đâu. Mình chơi một game nữa nha. Phòng em đẹp quá. Anh, thôi mình về đi, trễ rồi đó. Thôi, ở lại đây ăn cơm với mình đi. Khi khác rồi ăn. Đây là nhà mình mà, Thảo cứ đến đây chơi, ăn rồi ngủ lại đây, mai về cũng được. Lúc trước qua nhà mình cả ngày có sao đâu. Lúc trước khác, bây giờ khác. Thôi, Thảo với anh Hoàng ở lại đây với mình đi. Họ ăn tối cùng với mình hả mẹ? Ừ, đúng rồi đó con. Con Nhã Lan thiệt là, mới tới nhà mình, mẹ đã dẫn bạn bè tới. Thôi, con giúp mẹ đi, đừng có hỏi lung tung nữa. Này, con đem nó ra đi. Đặt ở đây đúng chưa mẹ? Được rồi đó con. Chắc cô chơi game này lâu lắm rồi hả? Tôi mà hay ho gì, chơi cho vui thôi. Mới đó đã tối rồi, cô đói bụng chưa? Mình đi ăn chút gì nha. Ai đó? Em đây. Em muốn giới thiệu bạn em với anh. Anh qua phòng em nha. Ừ. Thôi hôm nay ở đây chơi với em đi. Thảo. Không. Ngủ mình đi. Anh của em. À anh. Anh ngồi đi. Xin giới thiệu với anh, đây là Hoàng, bạn em. Còn đây là anh Gia Bảo, anh trai của em. Chào Bảo. Chào anh. Và đây là Thảo. Anh biết rồi. Biết rồi biết nữa có sao đâu. Chỗ Thảo học là gần trường đại học của anh. Chắc là hai người sẽ gặp nhau nhiều thôi.
Và anh Hoàng là sinh viên đại học. Ba của anh là giám đốc của một showroom xe hơi rất là lớn đó anh. Các cháu đều học những trường nổi tiếng. Các cháu giỏi quá. Nhã Lan, noi gương bạn bè kìa. Giờ con ôn thi đại học lại cũng vẫn còn kịp mà. Em học năm mấy? Dạ, em học năm 2. Con Quang, năm nay Quang học năm mấy rồi? Mình học năm cuối rồi. Năm cuối rồi hả? Dạ, chắc năm nay Quang bận lắm phải không? À, vậy các cháu lên thành phố sớm hơn Nhã Lan phải không? Dạ. Dạ. Nhã Lan, có phải lúc mới lên đây là con ở nhà các bạn này đúng không? Dạ. À, vậy thì ba mẹ con vẫn ở thành phố phải không? Dạ không, con ở đây với anh trai. Thôi các cháu dùng trái cây đi. Dạ. Rồi, con lấy cho Gia Bảo nè. Tự nhiên đi các con. Cô đã bao giờ ăn mì ở quán game chưa? Anh bạn, anh muốn xem những thứ này á thì ít nhất cũng nên nhỏ màn hình lại. Anh có nghe tôi nói gì không? Mắc mớ gì nữa anh? Chỗ tôi hỏi thăm, ai là ông chủ ở đây? Có chuyện gì vậy anh? Khách hàng của ông đang truy cập vào trang web 73 kia. Đi về cô. Đi với một con cầm mà con mày đặt. Mày vừa nói gì? Tôi nói anh đi với một con cầm đó, được không? Đồ khốn. Bà của Nhã Lan tới em. Ăn tối xong vừa mới về đó anh. Ủa, nó mà cũng có bạn ở đây nữa à? Sao hôm trước tới bệnh viện nó có giới thiệu anh người bạn thân của nó? Nó đâu có nói người bạn nào nữa đâu. Anh làm sao mà biết hết bạn bè của Nhã Lan được? Anh, Nhã Lan có bạn ở đại học đó anh. Vậy à? Mẹ có vẻ không vui khi Nhã Lan đem bạn về nhà mà không nói trước. Nhưng mà thấy bạn bè Nhã Lan giỏi giang, mẹ hết giận rồi anh à. Anh, mẹ muốn Nhã Lan chuẩn bị thi đại học đó, anh nghĩ làm sao? À, anh luôn đang nghĩ tới chuyện đó, nhưng mà phải nhờ chờ ý kiến của Nhã Lan đã. Ẩn Lan vẫn chưa về à? Chưa, Ẩn Lan nói với em là hôm nay đi chơi với bạn về sớm mà anh. Chà, dạo này Ẩn Lan cũng bày đặt hẹn hò với bạn bè nữa hả? Dạ. Anh đứng đây làm gì vậy? Anh đứng chờ chị Ấn Lan về. Bạn em về rồi hả? Dạ. Lần sau trước khi mời bạn về nhà, em nhớ báo cho mẹ biết trước nha. Để mẹ với cô giúp việc chuẩn bị. Chuẩn bị chi anh? Toàn mấy người bạn thân của em thôi mà. Thì anh chỉ nhắc em trước vậy thôi. Dạ. Dạ thưa anh, em biết rồi.
Các anh gây rối trật tự công cộng trong tiệm internet, phải không? Tôi đánh anh ta vì anh ta đánh tôi trong lúc tôi đang tập trung vào sở thích của mình. Hãy tôi biết mình đã làm điều gì nha. Đây đây, các anh viết bản tường trình. Sao vậy chị? Trời ơi, đọc tin nhắn của chị em lâu quá, có chuyện gì vậy? Hả? Họ đánh nhau gì chị á hả? Sự việc xảy ra, các anh đã vi phạm pháp luật. Liệu các anh có sự hòa giải được với nhau không? Dạ, chào anh ạ. Cô là ai? Dạ, tôi là Thể Lan. Đây là chị của tôi. Họ đánh nhau vì chị ấy nên tôi đến đây nói thay cho chị ấy. Tốt nhất là hai anh nên hòa giải với nhau đi. Ẩn Lam vẫn chưa về à? Dạ. Mẹ đi ngủ đi mẹ. Con nhỏ này làm gì giờ này mà vẫn chưa về không biết. Con gọi điện thoại cho nó chưa? Điện thoại của chị không liên lạc được nữa ơi. Con làm gì ngoài đó? Dạ con đứng đợi chị về. Con nhỏ này làm nhiều người lo lắng. Ẩn Lan đi với Thể Lan đó anh. Tôi xin lỗi cô về chuyện ngày hôm nay. Thật sự tôi rất lấy làm tiếc. Tôi sẽ đền bù mọi thiệt hại ở team game. Tạm biệt cô nha. Hẹn gặp lại cô. Chào anh. Chào em. Tôi sẽ gọi cô sau. Lái xe cẩn thận nha em. Mình bị sao vậy trời? Chị Hai, sao chị biết anh đó giờ? Mà anh làm nhiều gì? Chị dám đi chơi game với người không quen biết vậy hả? Quen chút chút. Chị Ấn Lan. Em ra đây làm gì vậy Bảo? Em chờ chị Ấn Lan về. Ủa? Mai chị gặp nhau ở đâu vậy? Thì thỉnh thoảng hai chị cũng phải có những cuộc hẹn hò riêng tư chứ. Vậy thôi, vào nhà đi chị. Về trễ quá vậy. Ừ, anh có tí việc. Chị sợ ngủ rồi hả em? Chắc vậy á. Em cũng lên ngủ đi nha. Dạ. Anh về rồi hả?
Ừ. Anh về khi nào mà em không biết vậy? Xót thương là đôi mắt em ngày về, về như chiêm bao có yêu thêm và vẫn vương tình yêu giữ nguyên sâu trăm bề. Vết thương sâu vì yêu đây, về mà quên môi hôn dù nắng đang đầy. Đường chưa thật vắng, ai đưa đón ai một lần. Trong lúc không vui là biết nhau, tình không giữ nguyên tình đâu. Ngày ngân không em lúc ngày ngân không ta là thói quen kia, tim đã không còn run thương sâu vì yêu đây, về mà quên môi hôn dù nắng đang đầy. Đường chưa thật vắng, ai đưa đón ai một lần. Thưa luật sư, vậy thì bây giờ tôi phải bổ sung thêm giấy tờ gì? Chúng ta phải đăng ký ủy ban phường, phải mất một tháng và tùy tình hình. Nhưng theo hồ sơ tôi điều tra thì bà Hoài vẫn còn sống. Luật sư nói sao? Mẹ của Nhã Lan vẫn còn sống à? Không thể có chuyện như vậy được. Sao lại còn sống? Chính Nhã Lan đã nói với tôi, mẹ nó đã qua đời vì tai nạn xe cộ kia mà. Trên giấy tờ thì bà ấy vẫn còn sống. Ông kiểm tra lại đi. Tôi nghĩ có trục trặc về giấy chứng tử. Có thể ông hỏi lại con gái của ông. Ê! Thằng nói cho đàng hoàng nghe mày! Chứ gì nữa? Chúng tôi thì làm quần quật suốt cả ngày, mà tiền công thì chẳng có bao nhiêu. Còn anh thì lưu lỏng, tiền lương lại cao hơn chúng tôi.
đồ ăn bám phụ nữ. Mày nói cái gì mày nói lại đàng hoàng coi. Tụi đứa anh đồ ăn bám phụ nữ. Mày hẻ mày. Thôi, trời ơi. Tao bỏ đây đây, trời ơi, trời ơi. Quay người ta hướng tôi nè. Anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơi, đi. Em buông ra. Thôi thôi. Mày nói vậy, nói cho cẩn thận nha. Thôi bỏ đi mà. Buông ra. Alo, anh Hoàng hả? Ừ, anh đây. Anh về anh Toàn chứ? Ừ. Hôm qua em hô biến một cái anh trở thành một sinh viên đại học. Dữ thiệt ha. Anh cũng mong trở thành sinh viên mà. Em cứ chọc anh hoài. Tối ngày cứ chui dưới gầm xe thì làm sao trở thành sinh viên nổi chứ. Ờ, anh có khách rồi. Có gì chút nói chuyện sau nha. Dạ. Tôi đi. Nhã Lan có ở nhà không? Dạ. Cái điện thoại của ông. Dạ, con cảm ơn chú ạ. Alo, nghe ba ơi. Con đang làm gì đó? Dạ, con đang nói chuyện với lại bạn con. Nếu rảnh, trưa nay hai cha con đi ăn cơm với nhau. Ba có chuyện muốn hỏi con. Dạ. Dạ vâng ạ.